Thông điệp vũ trụ dành cho bạn nào đang mong kết nối tình xưa. Và đây là trải bài chung mong các bạn tiếp nhận cởi mở nhé. Nói về cái thông điệp mà vũ trụ muốn gửi cho bạn là gì? Ở đây chúng ta có lá bài A Present. Đây là thông điệp về tình yêu. Bởi vì tình yêu nó là một tập hợp của ba cái yếu tố quan trọng. Đó chính là cảm xúc, hành vi, sự thân mật và đam mê và sự cam kết của các bạn. Nó liên quan đến sự quan tâm lẫn nhau, sự gần gũi, bảo vệ, tình cảm và tin tưởng. Bởi vì nó không chỉ là quan tâm về mặt thể xác đối với cả hai, mà cần có sự gắn bó về mặt cảm xúc. Tình yêu là sự cam kết, trách nhiệm với nhau và kết nối, thể hiện cái sự yêu thương thực sự cho các bạn. Bởi vì nó không phải là nằm ở kỳ vọng của bạn, mong muốn các bạn. Đây là cái lúc mình phải cho đi và nhận lại, phải truyền đạt cái nhu cầu mình muốn, nhận cái gì, mong muốn cái gì trong cái mối quan hệ này một cách rõ ràng và tôn trọng nhất. Đồng thời mình cũng sẵn sàng tìm hiểu là họ như thế nào và tìm cách để thể hiện tình yêu của mình ra. Thì đây mới là cái điều mà lá bài thông điệp muốn cho các bạn phải hiểu được. Và bạn phải sẵn sàng thể hiện suy nghĩ của mình và biến chúng thành hành động yêu thương. Đây là cái thông điệp mong cho các bạn phải hiểu được rằng bạn phải biết mình muốn gì trong tình cảm này. Bạn phải vượt qua những cái trở ngại hoặc nghi ngờ, cái gì giữ bạn lại, cái gì mà khiến họ bạn yêu, và biến cái hành động để giúp cho cái việc bạn trở lại với người này một cách nhanh nhất có thể. Bởi vì các bạn không có thể hiện tình yêu của mình thông qua suy nghĩ, lời nói và hành động thì không ai mà hiểu được các bạn hết trơn á. Mình phải đưa ra cảm xúc của mình, gửi tín hiệu cho họ thì mới biết được là họ có muốn trở lại bạn hay không. Bạn phải có niềm tin tưởng tuyệt đối vào tủ vũ trụ này. Bởi vì những cái gì bạn muốn, tức là những cái gì bạn nghĩ, đừng nản lòng trước những thất bại hoặc sự chậm trễ. Hãy tập trung vào những dấu hiệu tích cực. Bởi vì đây là cái dấu hiệu khiến cho bạn sẽ trở lại với người này một cách nhanh nhất. Và các bạn đừng có chỉ đợi tình yêu đến với các bạn. Phải thực hiện cái bước để đưa bạn đứng gần với họ. Nếu như các bạn cần mình gặp gỡ hoặc tham gia một cái gì đó để cải thiện được mối quan hệ của mình, bạn cần phải làm. Bạn cần phải học giao tiếp tốt hơn, thể hiện sự giá trị của mình nhiều hơn. Các bạn phải nâng cao con người mình hơn, học cái gì đó cho mình hay ho hơn các bạn, nhất định sẽ thuộc đôi bạn. Cái mục tiêu không khó, nếu như bạn cảm thấy mình tự tin và có động lực thì nhất định sự tích cực này sẽ mang lại cho bạn đến với họ mà thôi. Và mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài ha. Rất đặc biệt biết ơn các bạn và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi chức khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.